Làm ơn đừng sử dụng sừng tê giác. Làm ơn đừng sử dụng sừng tê giác. Làm ơn đừng sử dụng sừng tê giác. Sừng tê giác không phải là thuốc. Sừng tê giác có cấu tạo từ chất sừng như móng tay, móng chân và tóc con người. Sừng tê giác không chữa được bệnh. Các tổ chức khủng bố gây quỹ để mua bán vũ khí bằng cách buôn bán sừng tê giác và ngà voi. Trong 10 năm qua đã có hơn 1.000 kiểm lâm bị giết khi đang thi hành nhiệm vụ. Đừng tiếp tay cho kẻ ác. Đừng để con cháu chúng ta chỉ nhìn thấy tê giác trong sách vở.